Siêu bất ngờ, tàu vũ trụ của Ấn Độ đáp thành công xuống mặt trăng trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều quốc gia. Tối ngày 23 tháng 8, theo giờ Việt Nam, tàu vũ trụ Chandrayaan 3 của Ấn Độ đã thực hiện cú đáp mang tính lịch sử xuống bề mặt của mặt trăng, chính thức trở thành quốc gia thứ tư đặt chân lên hành tinh này. Sứ mệnh này đã giúp củng cố vị thế của Ấn Độ như một siêu cường toàn cầu trong lĩnh vực không gian. Trước đó, chỉ có Mỹ, Trung Quốc và Liên Xô trước đây đã hoàn thành việc hạ cánh mềm trên bề mặt mặt trăng. Được biết, ngoài việc trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới ghi dấu ấn trên mặt trăng, Ấn Độ chính là nước đầu tiên hạ cánh trên cực nam của thiên thể này. Trạm đổ bộ Vikram trên tàu vũ trụ Chandrayaan 3 mang theo một robot nhỏ gọi là Prayan. Bộ đôi chạy bằng năng lượng mặt trời này sẽ khám phá bề mặt trong một ngày mặt trăng bằng khoảng 14 ngày trái đất, trước khi đêm mặt trăng cũng dài bằng 14 ngày trái đất tối và lạnh buông xuống, khiến chúng cạn kiệt pin. Chỉ ít ngày trước thời điểm Chandrayaan 3 dự kiến hạ cánh, sứ mệnh Luna 25 của Nga đã gặp sự cố, khiến tàu đổ bộ này rơi xuống bề mặt mặt trăng.